Một du khách Trung Quốc khi đến thăm công viên quốc gia Yellowstone National Park hôm thứ Tư đã bị phạt số tiền là 1.000 đô la và 30 đô la Mỹ lệ phí tòa án do không tuân theo các quy định về an toàn ở nơi đây. Theo giới chức điều hành Yellowstone National Park, có nhân chứng thấy rằng một người đàn ông vừa rời khỏi lối đi ấn định, tiến gần đến suối Liberty Gap và hứng nước suối nước nóng. Khi bị nhân viên khu lâm viên thẩm vấn, người du khách Trung Quốc này nói rằng ông không đọc các hướng dẫn về an toàn khi vào nơi đây. Ông cũng thú nhận là lấy nước từ suối nước nóng. Một nữ phát ngôn viên của Yellowstone cho hay người này nói muốn lấy nước về để chữa bệnh. Người du khách này bị đưa giấy phạt và phải ra tòa ở Yellowstone. Hồi đầu tháng này, thì một người đàn ông tên là Colin Scott ở Portland, sau khi rời khỏi lối đi ấn định, đã trượt chân rơi xuống suối nước nóng cực nóng và có chất axit ở Norris Cancer Basin. Nhân viên khu lâm viên hiện vẫn chưa thu hồi được thi hài của nạn nhân.